Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh YouTube của Zido MV chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2024 thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác những dòng điện thoại cửa hàng điện thoại Zido MV trong ngày hôm nay các bác nhé. Và bác nào lần đầu tiên xem kênh của bên em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video. mỗi một buổi tối thì em sẽ lên sóng và review một clip báo giá tất cả những sản phẩm mà bên em đang có. Anh em nào thích chiếc nào thì các bác mua hàng bên em qua hai hình thức nhé hình thức thứ nhất là các bác ở hà nội hoặc ở gần hà nội hoặc các bác thích qua cửa hàng em ấy là các bác qua trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ 111 trăm triệu khúc hà nội để xe máy còn hình thức mua hàng thứ hai là cái hình thức phổ biến hơn mà bên em đang bán rất là nhiều đây chính là cái cách mua hàng là các bác ở xa không qua được thì các bác sẽ cọc tiền sau đó bên em ship hàng tận lời cho các bác các bác được mở ra kiểm tra hàng trước khi tính toán các bác nhá. Đấy, kiểm tra hàng thì kiểm tra mức độ thời gian vừa phải thôi chứ không phải các bác được kiểm tra hàng là các bác cầm lại kiểm tra cả ngày mới hai ngày mới ngồi cả, cả 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 từ sáng đến tối để kiểm tra đâu. Đấy mà các bác phải kiểm tra đồng kiểm cùng shipper các bác nhá. Đấy thì uh uh, nội dung ngắn gọn như vậy thôi và tất cả những cái đơn hàng mà dưới 10 triệu thì cọc 300 trên 10 triệu cọc 500 và phí ship thì đồng giá 30.000 tiền ship đấy thì trên clip em quay thì như nào thì các bác nhận hàng đúng như thế thôi ví dụ như các bác vào xem clip ví dụ em giới thiệu con màu trắng ngọc tờ ring này chẳng hạn thì các bác bảo anh cần chốt con màu ba trắng ngọc tờ ring đấy cho số tài khoản đấy anh cọc tiền đấy thì em sẽ nhắn cho các bác rồi anh em nhắn kèm tên địa chỉ số điện thoại chi tiết em gửi hàng cho các bác nhá. Nội dung ngắn gọn như vậy thôi. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu theo thứ tự lần lượt từ máy rẻ tiền và tăng dần lên máy cao tiền. Hôm nay thì về thêm được hai mã mới là S21 5G phiên bản của Mỹ và S21 Plus bản Mỹ và hàng đẹp hàng mới chưa các nhá. Thì hôm nay có hai mã mới về và những cái mã khác thì bên em cũng còn rất là nhiều nên các bác theo dõi để gọi là chốt con nào thì anh em vào việc. Đầu tiên là một con thương hiệu họ nhà Docomo máy lội địa của Trung Quốc à sorry các bác. Lội địa của bọn là Nhật Bản các bác nhá, SH54B. Con này là Docomo này nhà mạng của Nhật Bản này. Con này thì tất cả các chức năng còn ok đầy đủ tiếng Việt, CS Play các kiểu đầy đủ luôn. Giá 464GB giá 1.800.000. Cây uh, Docomo CC 5G 4/64GB 1.8 các bác nhá. Aqua này, Aqua SH54B. Đấy cây này cây đầu tiên giới thiệu cho bác nhỏ gọn xinh xắn giá thì có loanh quanh có một triệu tám trăm nghìn thôi các bạn nhé sản phẩm thứ hai giới thiệu bác là chính là cái dòng Galaxy A 32 thường A 32 hiện tại đang có rất nhiều màu tím màu đen rồi màu à, màu tím màu đen thì màu ngọc tờ linh nữa Đấy, cứ nói đến màu ngọc tờ linh là các bác đã biết là màu gì rồi chính là màu trắng này các bạn nhé trắng ngọc tờ linh các bạn có này thì đen huyền bí tím mộng mơ và ngọc tờ linh con này thì tất cả các chức năng là hoạt động ok Đấy, nhìn chưa? Máy mới 98% zin nguyên bản từ A đến tất cả các chức năng là hoạt động ok. Galaxy A32 các bác nhá. a đa phần nguyên cả siêu viền đến đông này. Con này thì được cái màn hình rất đẹp màn hình của nó là màn hình AMOLED kích thước rộng là 6,4 inch và à, 6 về ừ, 6,4 inch và phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc RAM 464GB 5000 một sim bản Hàn Quốc các bạn nhé A32 màu đen màu tím màu trắng giá hiện tại là bán cho các bác là 2 triệu 550 nghìn và trong cái giá này bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác Galaxy A32 các bạn nhé 2 triệu 550 nghìn một chiếc là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi Galaxy A32 và ngoài ra thì trong cái tầm đấy cao tiền hơn một tí các bác có thể lựa chọn cho em chính là con Galaxy A32 Plus a 32 Plus này thì bộ trong của nó là 128 g RAM của nó là RAM 4 g pin 5000, màn hình 6.6 inch LCD. Lồi đồng cối đá và cực kỳ châu bò luôn. Con này giá 2 triệu 6 các bác nhá. 2 triệu 6 Samsung Galaxy A32 Plus. Sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho bác trong cái tầm tiền hơn hai cổ chính là con Samsung Galaxy M23 này. M23 này thì cực kỳ đẹp luôn và con này thì hiện tại nó cũng chỉ ra mắt được khoảng tầm hơn một năm nay thôi máy rất là mới luôn các bạn nhé gần như siêu lướt luôn các bạn nhé M23 ba cam sau một đèn flash hiện tại thì bên em đang có tổng cộng là ba màu là màu xanh nhạt này Đấy, màu xanh nhạt như các bác đã nhìn đây màu xanh đậm này Đấy, màu xanh đậm này và một cái màu nữa là màu đỏ gạch các bạn nhé mỗi một màu nó có một cái led đẹp riêng có này thì vân tay của nó đang uh, trên phím nguồn này luôn này Đấy, máy thì mới 98 phần trăm nguyên zin nguyên bản 100 trăm các bạn nhé con này tất cả các chức năng hoạt động ok giam của nó là giam uh Ram Ram của nó là Ram 4 trên bộ trong là một chai 8GB pin 5000 một sim bản Hàn Quốc Galaxy M23 giá hiện tại em đang bán cho các bác là 2 triệu 600 nghìn và trong cái giá này bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho bác nhé M23 Đấy, trong cái tầm tiền hơn 2 cổ của bác có thể lựa chọn những cái mẫu điện thoại như vậy và một cái sản phẩm tiếp theo chính là cái con Galaxy A23 các bác nhé A23 này có này là bản Hàn Quốc và hàng zin đẹp 99 nguyên siêu viền đi đông dưới bóng của người tôi gọi là led nè nẹt luôn đấy các bạn con này thì tất cả các chức năng hoạt động ok hai con màu trắng ngọc tờ ring, màn hình amoled à màn hình lcd kích thước là 6,6 inch Của pin của nó phải nói các bác này cực kỳ trâu luôn các nhá pin có lại nếu các bác mà để nghe gọi bình thường ấy thì các bác ngồi gọi cho nhiều cũ từ sáng đến tối luôn đấy chị buôn từ sáng đến tối ôn lại kỷ niệm xưa các bác nhá con này giá hiện tại nó thanh lý cho các bác là 2 triệu 800 nghìn một con máy Galaxy A23 rất mới 99 phần trăm màu trắng ngọc tờ ring, tặng đầy đủ cho các bác ốp lưng sạc cáp và dán màn hình cho các bác không thiếu một cái gì các bác nhé và trong cái tầm tiền hơn nay cổ thì em sẽ giới thiệu cho bác một cái mẫu điện thoại samsung nữa và cái mẫu này thì là mẫu bên, bên em đang bán rất là chạy đây chính là con samsung galaxy m 33 m ba ba năm g phiên bản này là phiên bản của hàn quốc hiện tại thì em đang có hai màu là màu trắng và màu xanh các bạn nhé một trong những cái mẫu máy mà Zio MV đang bán rất là chạy luôn đây chính là con m ba ba màu trắng màu xanh máy zin chuẩn chỉ 98 99 phần tất cả các chức năng là hoạt động ok ấy qua này thì bốn cam sau này một đèn flash này màn hình của nó là màn hình 6,6 inch giam bộ giam 6 trên 128 ghi Nói chung là giam mà bộ nhớ như này là đáp ứng tất cả các nhu cầu Facebook Zalo rồi xem phim nghe nhạc rồi gọi người yêu cũ các kiểu thì các bác gọi dùng các cái cấu hình này thì ok thoải mái luôn rồi nhá trừ khi chơi game thì nó hơi kém tí thôi Đấy. còn những mà các cái ứng dụng bình thường ấy thì nó cần tất luôn. Con này RAM 6 128 GB pin 5000, thời lượng pin cực kỳ trâu luôn. Galaxy M33 5G, phiên bản Hàn Quốc một sim, giá hiện tại em đang bán cho các bác là 2 triệu 900 000 các bác nhá. Màu trắng và màu xanh, tặng đầy đủ cho các bác, ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho các bác. Không thiếu một cái gì. Đấy thì trong cái tầm tiền mà hơn uh, uh, chưa đến 3 cổ của các bác có thể lựa chọn như vậy và một cái con máy tiếp theo đây chính là con a mươi g nhưng con này hàng thanh lý con này thì hình thức hơi xuất sát một chút này hàng thanh lý các bạn nhá con này cấu hình của nó thì siêu mượt luôn chip 855 pin 4.500 giam tám g màn hình AMOLED nhưng màn hình cây này nó hơi bị phân tầng một chút đây hơi phân tầng một chút các bạn nhá cây này thanh lý cho các bác 2 triệu 800 nghìn Đấy, rẻ hơn bình thường 700 các bạn nhá và còn một cái ít những cái dòng Oppo trong cái phân khúc mà hơn hai cổ ví dụ như là con Oppo A56 A56 này thì em đang có À, hàng trong phân khúc hơn hai cổ này hai sim hai sóng này có hỗ trợ 5 g để camera ai này đấy hai cam sau một đèn flash tất cả các chức năng hoạt động ok vân tay bên cạnh máy mới 99 cho đến 100 trăm con này thì ngon lành cánh quất rồi ram sáu một hai tám g hai sim vật lý các bạn nhé đây oppo a 56 5 g cái tên nói lên tất cả máy có hỗ trợ 5 g đấy RAM 6GB, bộ trong của nó là 128 gb Oppo A56 này thì em đang có màu đen và màu xanh các bác nhá. Hai màu để cho các bác lựa chọn. Giá hiện tại đang là 2 triệu 600 000 Tặng đầy đủ cho các bác ốp lưng sạc cáp giá màn hàng full box nguyên hộp luôn các bác nhá. Ngoài ra thì có một cái loại nữa là con Oppo A53. A53 thì em còn mỗi một chiếc cuối cùng thì thôi. Con này thì màu xanh. A53 màu xanh này, con này thì uh, màn hình của nó là màn hình uh, con này đang hết pin. A53 màu xanh con này đang hết pin mất rồi. À đây mở vẫn còn pin đây con này ram 8 gb bộ trong là một chai tám gb hai sim hai sáu các bác nhé oppo a năm ba cây này là hai triệu bảy trăm nghìn tặng ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác ngoài ra thì có con oppo a ba mươi này nữa A31 này thì RAM 6GB, bộ trong là 1 chai 8GB, 2 SIM 2 sóng, giá 2 triệu 100 nghìn, máy mới 99% các bạn nhé. Đấy thì có mấy con Oppo 2 SIM 2 sóng, các bạn có thể lựa chọn những con này, lồi đồng cuối đá, quang quật các kiểu thoải mái luôn. Mọi chức năng là ok, ngon này cảnh quất hết. Oppo A53, A56 và A31 các bạn nhé, toàn máy mới 99% thôi. Và bây giờ em giới thiệu bác những cái dòng máy mà trong cái tầm tiền mà trên 3 củ một tí, thì em đang có một cái con nào? Samsung Note 9, con này thì lưng của nó hơi sức sát một chút này một con huyền thoại của dòng Samsung, vân viền vùng các kiểu thì em thấy ok bút thì hơi lệch màu các bác nhá, bút con này thì bị lệch màu này, đấy mà em xem có cái bút màu màu bạc thì em sẽ cắm vào đây, bút này thực ra là nó không quan trọng đâu, con này thì gọi là máy gần như thanh lý rồi các bác nhá, màn hình thì nó bị uh, uh, lưu ảnh siêu nhẹ ở phía dưới, các bác nhìn ra đấy phía dưới của nó này, lưu ảnh siêu nhẹ thôi, còn lại thì sáng đẹp các bác nhá, nhìn kỹ thì mới thấy lưu ảnh siêu nhẹ, ram sáu một trăm hai mươi tám gb, bốn nghìn có thể chạy lên được hai sim huyền thoại Samsung Note 9 cây này thành lý cho các bác 3 triệu các bác nhá. 3 triệu tặng ốp lưng sạc cáp giá màn đầy đủ cho bác. Và trong cái tầm tiền hơn hai hơn 3 cổ đi. Em còn một cái mã nữa là chính là con quan, Quantum 2. Quantum 2 con quan này là một trong những con máy trong phân khúc hơn 3 cổ đi cấu hình của nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Các bác nhá, một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Hiện tại thì hai con này hàng tầm 98%, nguyên zin nguyên bản từ A đến Á, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Cấu hình của em nó ra làm sao? Màn hình 6.7 inch, màn hình của nó là màn hình cong tràn viền các bác nhá. Độ phân giải màn hình 2K và cái tần số quét 120 Hz. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Đấy, quan Quantum 2, Hàn Quốc một sim, có hỗ trợ 5G, RAM 6 128GB và chip lượng tử Slab là 855. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là hai 3.900.000 các bác nhá. 3.900.000 tặng ốp lưng à sorry các bác, con này không có ốp lưng. Tặng dán màn hình và sạc cáp thôi. Sạc cáp nhanh và dán màn hình các bác nha. Đấy thì trong cái tầm tiền hơn 3 cổ các bác có thể lựa chọn. Quantum 2 là một trong những mẫu máy rất đáng để các bác quan tâm màn cong tràn viền, độ phân giải màn hình 2K, pin 4500, chip 855 Plus. Phải nói các bác là siêu đẹp luôn các bác nhá. 3.900.000 thôi là các bạn đã được sở hữu một chiếc rồi. Và bây giờ thì em giới thiệu các bác những dòng máy trong tầm tiền mà hơn 4 củ. Galaxy S10 5G là một cái mẫu máy hiện tại là một mẫu duy nhất trong cái phân khúc tầm tiền hơn 4 cổ này Qua này thì uh, tuy là nghe S10 thì các bác nghe là nó xa xôi Nhưng thực tế cấu hình của nó cực kỳ đẳng cấp luôn Màn hình của nó là màn hình cong tràn viền của các bác nhé Đây cong tràn viền, để độ phân giải màn hình là 2K Màu sắc của nó là màu đa sắc và màu đen Hai màu để cho các bác chọn các bác nhé Đây, đa sắc và đen Qua này thì uh, một cái cụm camera dọc đằng ngang này đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính đấy các anh nhìn chưa đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính các anh em phiên bản này thì màn hình amoled độ phân giải màn hình 2k và ram 8256 g đấy con này thì giá hiện tại đang bán cho các bác là 4 ,3 triệu ba cho đến 4 triệu năm trăm nghìn là các bác đã chọn được rồi có màu đen và màu đa sắc màu đa sắc đẹp hơn thì 4 triệu rưỡi còn màu đen kia thì nó phải hơn thì 4 ,3 triệu ba đấy thì các bác nào nếu không quá quan trọng hình thức thì các bác lựa chọn có 43 này cũng được giá thì hơn bốn cổ tặng ốp lưng sạc cáp giá màn đầy đủ cho bác nhá. Và bây giờ thì em giới thiệu bác dòng máy trong tầm tiền hơn 5 củ Hơn 5 củ thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác một cái mẫu chính là con lốt 25G Mốt 25G bản này là bản của Hàn Quốc trước Lốt 25G bản Hàn Quốc hàng A Thì con này thì hạ đẹp tầm 98 đến 99% Các bác nhìn vỏ vùng ok chưa Gần như không có một cái vết xước nào các bác nhé Tất cả các chức năng là hoạt động ok hàng A RAM 8GB bộ trong là 256GB Chip Slot 855 À, chip slot 865 và con này thì uh, có 5G và game của gọi đấy bộ như trong của nó là 256 trăm thì các bác lưu thoải mái luôn Galaxy Note 20 5G giá 5 triệu ba hàng A các bác nhá bản Hàn Quốc còn Note 20 5G ấy, nếu mà hàng xước ấy thì nó chỉ có từ 4 triệu 6 cho đến 4 triệu 7 thôi đây các bác nhìn này, hàng trước này đấy, 4 triệu 7 này nó sẽ còn một con 4 triệu 7 nữa đâu rồi có một con màu đã đa... à, có một con màu đồng 4 triệu 7 nữa các bác nhá có một con màu đồng 4 triệu 7 mới vứt đâu rồi đấy thì ở à đây 4 triệu 7 đây rồi có còn màu đen 4 triệu 7 nữa đây Màu đen 4 triệu 7 này Đấy thì hai cây này là 4 triệu 7 này Hình thức của nó tầm 97% Nghĩa là nó gọi là phép phải nhẹ một tí ở trên viền Còn lại thì tất cả các chức năng là hoạt ok Ngon lành cảnh quất không một lỗi làm gì các bác nhá Đây chính là con lốt 25G Đấy có màu, màu, màu hồng này Màu đồng và màu đen 4 triệu 6 và 4 triệu 7 là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi Ngoài ra thì trong cái tầm tiền mà hơn 5 cổ em còn cái bản Việt Nam nữa Bản Việt Nam thì em quay khá kỹ trên clip này rồi Nên là bác nào cần chốt thì vào việc nhá Có màu đen này Và màu 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 xanh ngọc này hai cây này thì hình thức của nó tầm 97% Tất cả các chức năng là hoạt động ok Không một lỗi lầm gì các bác nhá Con này là con lốt 20 năm g Bản của nó là bản bản Việt Nam Có một cái bộ ở trong của nó là 256GB RAM 8GB hai SIM vật lý và có hỗ trợ game của gọi Đấy, lốt 20 năm g mã B này à, mã F này F là, là, là mã Việt và DS là đua sim mình em nhé con này thì chip vẫn là 8 à, con à, này chip Exynos 990, à, giá hiện tại nó bán cho các bác Note 20 5G bản Việt Nam là 4 triệu 950 nghìn và trong cái giá này bao gồm đầy đủ cho bác ốp lưng sạc cáp dám màn đầy đủ cho bác nhé không thiếu một cái gì hết và sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho bác trong cái tầm tiền hơn năm cũ ngày hôm nay em mới về chính là con S21 5G 21 5G hôm nay em về một cái lô xem đầy đủ các màu cho bác xem nào màu đen này màu đen hai chiếc này Đấy, màu đen, màu hồng, rồi màu trắng này, ba màu các bác nhá. Galaxy S21 5G hôm nay về được ba màu. Nếu bác nào cần một con máy nhỏ gọn, xinh xắn thì các bác chơi ngay cho em. Lô này về hình thức khá là mới luôn, tầm 98 cho đến 99%. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Galaxy S21 5G nhỏ các bác nhá. Bản của nó là bản Mỹ hai sim hai sóng ram 8 128GB chip slap là 888 con này có hỗ trợ 5g có hỗ trợ ghiêm uh, ghiêm của gọi thì bản mỹ đây không có bản mỹ thị trường mỹ nó nó cấm ghiêm các bạn nhá con này thì có hỗ trợ 5g này hai sim hai sóng này Đấy, pin của nó là 4.000 này chip slap là 88 giá hiện tại thanh lý cho các bác đồng giá là 5 triệu ba các bác nhá đây là hàng đẹp chứ gọi là hàng xấu thì nó giá nó có thể nó rẻ hơn 5 700 là cái chuyện bình thường Đấy, hàng xấu nó rẻ hơn 5-700 là cái chuyện bình thường luôn các bác nhá. Đấy thì hôm nay về được một cái lô S21 5G nhỏ này. Đấy, các bác nào mà thích mà kết thì anh em vào việc này. Thậm chí có những con S21 Plus ấy, em bán chỉ có 4 triệu 8 thôi. Nó còn S21 Plus mà còn rẻ hơn cả S21 5G thường này thôi. Đấy thì lấy lên, lên các bác biết là cùng là một con máy có thể rẻ hơn 5 700 thậm chí 1 2 triệu là cái chuyện bình thường luôn các bác nhá. Nên là người ta gọi là tiền nào của đấy thôi. Đấy con này con S21 5G hàng A, hàng 98 99% tất cả các chức năng hoạt động ok giá 5 triệu tặng ốp lưng sạc cáp giá màn đầy đủ cho bác Đấy, Samsung Galaxy S21 5G Đấy, thì hôm nay mới về xong cái mã này các bạn nhé bắt đầu thích và kết thì anh em vào việc này và có một cái sản phẩm tiếp theo chính là con S21 Plus 21 Plus thì hôm nay em cũng mới về hàng đây 21 5G rồi thì bây giờ 21 Plus này hôm nay về màu tím này màu đen này rồi xem có màu hồng không Đấy, tím đen rất nhiều để phục vụ các bác đây S21 Plus hàng A đẹp 99,69 phần trăm các bạn nhé có đây thì hàng A màu đen và màu tím em đang có hai màu có này thì hàng mới cứng rồi 99 phần trăm giam 8 8 ghi 2 hai sim 2 sóng Đấy, hàng đẹp nhất là đẹp chưa các bác giá hiện tại đang thành lý cho bác là 6 triệu 200 000 một chiếc các anh em 6 triệu 200 000 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác Galaxy S21 Plus có màu đen màu tím hàng đẹp hàng A các bác nhé hàng A đẹp thì là 6 triệu 2 còn ngoài ra thì em có cả phiên bản của Hàn Quốc nữa bản Hàn Quốc thì uh, giá nó rẻ hơn nhưng mà được cái có một cái hay của nó bản Hàn Quốc nó có cái hay của bản Hàn Quốc bản Hàn Quốc có màu đen màu hồng và màu tím đây màu đen màu hồng màu tím ba màu các bạn nhé hình thức máy thì em thấy nó cũng tầm 97 98 phần trăm bản Hàn Quốc lô này về cũng tương đối là đẹp này các bạn này Đấy, cũng khá là đẹp luôn các bạn nhé có này thì uh, Hàn Quốc này dùng một sim nhưng mà ngược lại thì cái bộ trong của nó sẽ gấp đôi phiên bản của Mỹ nó sẽ lên tới là 256 g còn bản mỹ thì nó chỉ có một chai 8 g thôi ấy à, thì anh em nào mà thích gọi là lưu trữ nhiều mà thích gọi là chụp ảnh người yêu nhiều ấy thích uh, tự sướng nhiều ấy thì các bác quất ngay con bản 256 trăm để về các bác quay video quay clip kỷ niệm xưa mình yêu cũ các bác nhá thì con này đảm bảo các bác là lưu trữ thoải mái luôn giá tiền thì cũng rất là hợp lý luôn 5 triệu tám trăm nghìn là các bác đã được sở hữu rồi và trong cái giá này nhá thì sẽ bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho các bác bây giờ các bác không tin cứ thử tra mà xem những con a 34 mươi thôi nhá ấy em nói là con A34 được con máy cỏ của Samsung đấy. Máy mới bây giờ nó cũng phải tầm loanh quanh trên dưới 7 triệu các bác nhá, chứ không phải ít tiền đâu mà con A34 mà đi so với con S21 Plus này ấy, vẫn chỉ là tuổi tí thôi. Đấy gọi người ta gọi là tuổi tép thôi các bác nhá. S21 Plus này dù sao nó vẫn là một con hàng flagship ship dùng nó sướng hơn rất là nhiều Đấy, trước sau có đều bằng kính 3 cam sau màu đen xì này luôn Chụp ảnh nhá, thì gần dòng 21 này thì nó nó là số 2 chắc chẳng có nào dám nhận là số 1 đâu Bởi vì cái màu 21 Plus này, cái màu sắc khi chụp ảnh này ấy, cực kỳ tươi Nó sáng và nó đẹp các bạn nhá. Đấy, giá hiện tại thì ba cây bản Hàn Quốc em đang bán cho các bác là 5 triệu 800 nghìn Màu đen, màu hồng và màu tím mộng mơ Tặng đầy đủ cho bác, ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác Không thiếu một cái gì Ngoài ra thì uh, trong cái tầm tiền mà hơn uh, 6 củ Thì xem còn mã nào nữa không Hơn 6 củ đem hết rồi Bây giờ thì 21 5G giới thiệu rồi này 21 Plus giới thiệu rồi Bây giờ sẽ là 22 Plus các bạn nhé 22 Plus là cái máy trong cái phân khúc Mà tầm tiền uh, hơn 7 củ Hiện tại thì em đang có một cái lô phiên bản của Mỹ Hàng mới cứng như ngọc tờ rinh Đẹp như ngọc tờ rinh Đẹp nét nè nẹt các bạn nhé Hiện tại thì em đang có 3 màu là màu trắng Màu hồng và màu đen Hàng mới cứng 99,69% Đẹp không một tỷ vết nào luôn Con này thì uh, Máy sẽ cầm Nó sẽ cảm nhận Nó sẽ vuông máy các bạn nhé Nó sẽ vuông máy này Cạnh của nó sẽ Nó sẽ không bo Như kiểu cái thằng 21 Plus thường Mà nó sẽ hơi vuông cạnh hơn một tí Để cho bác cảm nhận được cái Hình dung ra được các bạn nhé Đằng trước Đằng sau của nó là một cái màn hình phẳng À một cái tấm phẳng ly này Đấy trên cái khung viền của nó này, Đấy, cái thiết kế của nó như thế các bạn nhé Màn hình của nó là 6.6 inch Và cái uh, tần số quét của nó đương nhiên là 120Hz Các bạn nhìn màn hình đẹp chưa Con này thì S22 uh, Plus Phiên bản này là phiên bản của USA các bạn nhé 2 SIM, 2 sóng hỗ trợ 5G Dung lượng pin của nó 4.500 Ram, 10... à, RAM con này RAM 8 128GB Và chip Qualcomm quan 8G 1, pin 4.500 Có hỗ trợ 5G các bạn nhé Giá hiện tại đối với cái dòng 22 Plus hàng mới cứng này là 7 triệu 700 nghìn tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá mản nha các bác ngoài ra có một cơ mò, bản Hàn Quốc hình thức vỏ xấu con này hình thức vỏ xấu bản Hàn Quốc 256 huy giá thành lý 6 triệu 9 các bác nha 6 triệu 9 các bác về ốp cái quả ốp 30 nghìn vào đây cái là ok ngay quất ngay các bác nha dùng 2-3 năm nữa các bác dùng thì nó cũng vậy thôi 2-3 năm nữa chẳng lẽ bán thì không được 3-4 triệu gần như là nó xuống đến đáy rồi 6 triệu 900 nghìn giá rất rẻ luôn một con S22 Plus các bạn nhé Đấy, thì phiên bản này phiên bản của Hàn Quốc 256 hình thức xấu các bạn nhìn lưng hơi xấu này viền cũng sida này Đấy, tình trạng như thế nào là bên em cứ báo ngay luôn chả có úp mở thiết màn hình thì ok đẹp này sáng đẹp trong veo này không ám mố không như ảnh gì này Đấy, nhiều bác thì cứ hỏi em là có uh, con này thì có máy đẹp không thì thật này thì em đang không có máy đẹp Đấy, em chỉ còn lại một con bản Hàn Quốc hình thức phải thì thôi các bác nhá. Đấy, giá hiện tại đang là 6 triệu 900 nghìn bán thành lý nốt thôi chứ còn 6 triệu 9 nói thật các bác không được cả giá nhập luôn. Ok và sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho các bác. Trong cái tầm tiền uh, cao hơn đi, bây giờ em sẽ giới thiệu tất cả những cái dòng liên quan đến cái từ Ultra các bác nhá. Ultra thì có cái gì? Lốt 20 Ultra, 21 Ultra, 22 Ultra và 23 Ultra là những cái siêu phẩm mà liên quan đến cái từ Ultra. Đấy, là các bác liên quan đến cái từ Ultra các bác nhá. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác siêu phẩm lốt 20 Ultra. Bên em đang có rất nhiều Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Phiên bản này là phiên bản của Mỹ, hàng mới cứng cựa 99,69%. Hiện tại thì em đang có hai màu là màu đồng và màu đen bóng. Đấy, màu đồng và màu đen bóng các bác nhá. Máy mới cứng luôn. Qua đây thì anh em sẽ được sở hữu một quả màn hình nhìn nó phê chưa? 6,9 inch, 2K cộng và 120Hz Máy thì mỏng này Các nhìn cái độ mỏng của em nó đây ấy độ mỏng của nó và loa kép sạc nhanh bút s pen các kiểu đầy đủ luôn các bạn nhá con này thì về nếu mà nói về khen con này ấy, thì khen cả ngày không hết bởi vì sao đây nó là một con hàng flagship mà lúc ra mắt của nó cũng loanh quanh gần 30 triệu nhưng thời điểm này giá rẻ chỉ ngang một con hàng tầm thấp thôi ví dụ như con a 34 mươi bốn rồi các bạn nhá chỉ cao hơn con a 34 một tí thôi mà con a 34 mà đi so với con lốt hai mươi ultra này ấy. chỉ đi gọi là như trứng trọi đá mà như tôm soi với tép ấy các bạn con này thì camera của nó 5x các bạn nhé, 5x này, Đấy, và độ phân giải là 1080p, màn hình bo cong tràn viền 2k cộng và 120hz, nguyên quả màn hình của nó thôi, nó đã đáng đồng tiền bắt gạo rồi, loa kép này sạc nhanh nghe nhạc cực kỳ hay luôn, bút S Pen cho anh em vẽ vời, vẽ vời này, Đấy, vẽ vời, vẽ vượn, vẽ người yêu cũ, gửi tặng người yêu mới, à đâu, người yêu mới gửi tặng người yêu cũ, Đấy, để cho các em người yêu cũ ghen tuông lồng lộn lên các bạn nhé. Con này thì hiện tại là một con uh, Lốt 20 Ultra phiên bản này là phiên bản của Mỹ, 2 sim, 2 sóng hỗ trợ 5G. Pin của nó 4500. RAM thì là 12 GB, bộ nhớ trong của nó là 128 GB. Chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Giá hiện tại thanh lý cho các bác đồng giá cho các bác là 8 triệu 300 000 Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác nhá, 8 triệu 3. Còn ngoài ra nếu mà các bác nào mà thích hai sim vật lý 256 GB thì các bác chơi cho em phiên bản của Việt Nam này cho em phiên bản Việt Nam bộ trong là 256 g hai sim vật lý ghiêm của ngoại bộ trong của nó gấp đôi với ở Mỹ nhưng nhược nhược điểm của cái thằng Việt Nam này cái thằng SSVN này là Samsung Việt Nam này là nhá nó chỉ có giam 8 thôi và cái chip của nó, nó kém hơn cái chip bản Mỹ chip của nó chạy chip Exynos còn bản Mỹ thì chạy chip Qualcomm, con ấy thì các bác nào mà nếu mà không quá quan trọng về chip thì các bác chơi cái bản Việt Nam này hai sim vật lý này hạ bộ trong gấp đôi phiên của Mỹ 256 g thì thực tế nói thật các bác nếu mà các bác không chơi game mỹ thì cái chip con này cũng đáp ứng tất cả các cái nhu cầu sử dụng hàng ngày rồi các bác nhé nên là hoàn toàn yên tâm giá hiện tại em bán cho các bác là 8 triệu ba và trong cái giá này thì bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá mình nhớ bác Galaxy Note 20 Ultra 5G và ba cái siêu mẫu cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì các bác biết rồi 21 Ultra 22 Ultra và 23 Ultra sẽ lần lượt lên sóng giới thiệu cho các bác đầu tiên em giới thiệu cho bác là 21 Ultra phải nói với các bác là cái dòng 21 Ultra mấy ngày nay thì em đang bán rất chạy và cực kỳ nhiều luôn và đến thời điểm hiện tại chắc em chỉ còn khoảng 6 7 chiếc nữa là hết hàng của S21 Ultra rồi các bác nhá. Em có đang còn sợ không đủ 6 7 cái nữa nếu mà hàng đẹp này gần như hết rồi. Hôm trước thì nó là một vốc luôn. Nhưng sau khi 2 3 ngày lên sóng ấy, hôm nay chỉ còn lại khoảng tầm 5 6 cái nữa thôi. Con này thì uh, à hàng mới cứng 99,69%. Nếu mà S24 Ultra này trong phân khúc của nó là số 2 thì không con nào dám nhận là số 1 các bạn nhá. Bởi vì sao? Các bác nhìn này, cầm con máy trên tay được cực kỳ đầm tay là cái cảm nhận đầu tiên khi mà các sếp cầm con này trên tay. Và cái thứ hai con này có một cái quả camera cụm camera rất to. Đấy à, zoom lên 100x và độ phân giải là 108 pixel Các bạn nhìn cái thấu kính nó phải như thế này chứ thì nó mới là thấu kính các bác nhá. Nó phải đen xì luôn xong rồi nhìn nó sâu lắm này. Đây các bác nhìn mấy bố Apple sản xuất này. Đây, mấy bố Apple nhìn cái, cái camera dưới này nó còn nằm giả cơ Đấy, nó nhìn rất ảo luôn các bạn nhé Rồi AI camera trông rất nguy hiểm Đây, AI camera này Rồi cái mắt mắt này, Nó nhân của nó bằng đúng cái gọi là lông tơ con kiến Đấy, nhưng mà thôi thì giá nó rẻ thì mình chấp nhận Giá nó có hơn 2 triệu Trong khi con này giá nó hơn 8 triệu cơ Đấy, nên là cũng không đòi hỏi được nhiều Nhưng mà chủ yếu là cái cái phong bạt của nó này đấy, cái phong bạt của nó, đấy, camera ảo này rồi ghi cái chữ AI camera ghi cho nó nguy hiểm đây thực ra nó chả giải quyết cái việc gì cả các bác nhá nhiều bác thì cứ hỏi là bao nhiêu chấm bao nhiêu chấm làm cái gì trong khi mấy cái con này nó cứ ghi chấm nó cao đây nhưng mà thực ra nó dùng nó có ra cái gì đâu chụp ảnh thì thì đương nhiên là nó không thể bằng được so với cái bọn ship được rồi các bác nhá đấy các bác nhìn chưa chụp ảnh thì nó gọi đủ dùng thôi Chứ còn nếu mà nói mà để nó đẹp ý, thì các bác đừng quan tâm đến chấm chủ làm gì cả cái này thông số sản xuất của nhà máy nó làm rồi mình cũng không thể làm được cái này các bác nhá đấy cái này thì À, bác nào mà gọi là thích mà kết con nào thì anh em vào việc thôi. Còn cứ quan tâm đến chấm mấy chiếc làm gì? Đây này, các nhìn chưa? Giống như iPhone nó có 12 chấm thôi chụp ảnh nó vẫn nét. Đấy, quan trọng nhất là cái gì? Cái quan trọng nhất là cái chất lượng ảnh ra nó như thế nào còn mấy cái ghi thông số chúng nó ghi như nào mà trả thành đấy thì các bác nhá thì con này là con S21 Ultra phiên bản của Mỹ hàng mới 99,69 phần trăm có màu đen và màu bạc giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8 triệu 600 nghìn đấy hôm nay thì em bán cũng bốn chiếc Galaxy S21 Ultra này ngày hôm nay em bán bốn cái như này các bác nhá đấy thì còn bốn chiếc này bác nào thích thì vào việc này đấy màu đen và màu bạc tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác còn là mà nếu mà bác nào ấy mà cảm thấy không cần quá quan trọng về máy đẹp quá các bác có thể chơi cái loại hàng này thì đang có rẻ hơn 500 nghìn so với hàng kia hàng kia đang bán cho các bác là 8 triệu 6 thì hàng này thanh lý cho các bác là 8 triệu một các bác nhé con này thì cũng là bản Mỹ nhưng mà hình thức viền của nó hơi xước này Đấy, các bác nhìn trên khung viền của nó sẽ hơi xước sát một tẹo thì hàng này gọi là hàng A trừ hàng phẩy các bác nhé hàng A trừ hàng phẩy máy zin nguyên bản màn hình sáng đẹp trong veo tất cả các chức năng hoạt động ok chỉ có mỗi cái là khung viền của nó hơi phe phải nhẹ một tí thôi thì giá hiện tại đang thanh lý cho các bác là 8 triệu mốt và trong cái giá này bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn cho các bác nhá ấy thì các bác có thể lựa chọn và sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu bác chính là con S22 Ultra 22 Ultra thì hiện nay em chỉ có bản Việt và bản của Mỹ bản Việt thì em có một cây duy nhất em thanh lý nội em em giới thiệu lên cho bác con này thì 22 uh, ông cha Samsung Việt Nam Con này thì uh, hàng siêu lướt 99% Một con màu đỏ mận đỏ tím này các bạn nhé Siêu lướt đẹp 99% tất cả các chức năng hoạt động ok hai sim vật lý ghiêm cục ngoại giam của nó là giam 12 g bộ trong của nó là 256 g các bạn nhìn cái quả màn hình của nó này led căng luôn coi nhá nhìn phê chưa đấy hai sim vật lý ghiêm cục ngoại giam 12 g bộ trong là 256 g bản Samsung Việt Nam đấy, con này thì mã là mã e này mã e bản Việt Nam thì có mã B, để mã E, mã F, đại loại là những cái mã đấy, liên quan đến cái từ quốc tế. Còn DS là đua sim anh em nhé. Đấy, còn các bác không cần quan tâm là nhiều bác thì cứ phải nhớ là E hay F hay B, các bác không cần quan tâm đến cái đấy làm cái gì cả. Cho đau đầu ra. Đấy, các bác chỉ quan tâm là các bác nhìn này hai sim vật lý này. Đấy, hai email là hai sim, khe em một, cái hai nghĩa là hai sim vật lý các bác nhá. Còn con nào mở ngoặc ra là e sim ý, thì máy đấy dùng được e sim, nghĩa là dùng hai sim nhưng một e sim. Đấy thì các bác chỉ cần nhớ những cái đấy thôi chứ còn các bác nhớ mã a A, B, cờ làm làm cái gì e mới b, b f thì như người bán thì người ta nhớ thôi chứ còn mấy cái uh, bác người dùng mấy cái nhớ làm cái gì cho nó đau đầu cái thời gian mà các bác nhớ những cái mã EAF này ấy, thì các bác nhớ lại những kỷ niệm xưa với người yêu cũ của các bác ấy nó còn vui hơn các bác nhá đấy thì con này là một con S22 Ultra Samsung Việt Nam giá 12 triệu 500 nghìn còn ngoài ra thì em có bản Mỹ rất nhiều bản Mỹ luôn bản mỹ thì cũng dùng hai sim hai sóng nhưng trong đó có một e sim và bản mỹ của nhà em là hàng mới cứng 99,69% các bạn nhé. thì bản mỹ hiện tại em đang có 128g, 256g và 512g có màu gì thì bây giờ các bác sẽ xem đầu tiên là phiên bản 128g trước 128g hàng mới cứng 99,69% em đang có màu đen và màu trắng hiện tại thì màu đỏ và màu xanh hết hàng rồi các bạn nhé. ấy thì các bác cũng lấy vội đi rất nhiều màu đen màu trắng thì bên em đang còn cực kỳ nhiều luôn màu đen màu trắng Phiên bản này là phiên bản uh, mẻo máy mới siêu lướt 99,69% không một vết xước các anh em Thậm chí nguyên siêu viền bốn mặt này. Đấy, nguyên siêu viền bốn mặt, không một tí vết, tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy thì các bác có thể lựa chọn con này. Ram 8 gb màn hình 6,8 inch 2K+ và 120Hz phiên bản này là phiên bản của Mỹ 2 sim 2 sóng loa kép sạc nhanh bút S Pen các kiểu đầy đủ luôn Đúng các bác nhá đấy và con này thì giá hiện tại nó bán cho các bác là 10 triệu 800 nghìn đấy có màu đen và màu trắng nhiều bác về không biết cắm cái chỗ sạc ở đâu thì tiện đây em chỉ cho các bác này các bác muốn cắm sạc ở đâu thì các bác nhìn cái khe sim ở chỗ nào thì các bác cắm ở đấy nha các nhá ví dụ như cái này nó hai lỗ rất gần nhau như này thì nhiều bác cứ cắm lung tung cái có bác thì cắm nhầm vào cái lỗ mic này đấy, có bác bác thì cắm nhầm vào cái lỗ mic như này nhá Đấy, nhưng mà mình phải cắm vào cái khay mà có cái sim này đấy các bác nhìn cái vòng của cái sim này chưa thì cái bất kỳ một con nào là các bác phải cắm vào cái vòng của cái khe sim này nhá đấy, thì các bác cứ đút vào đây cho em là nó phụt ra thôi đấy các bác nhá thì con này là một con s 22 mươi ultra phiên bản mỹ dung lượng 128 trăm giá cho các bác là 10 triệu tám trăm nghìn và trong cái giá này bên em sẽ bao gồm đầy đủ cho bác ốp lưng sạc cáp và giá màn hình cho bác nhá còn ngoài ra thì em có cả phiên bản 256 trăm năm 256 GB thì về cơ bản nó giống hệt cái phiên bản của Mỹ một chai 8 GB nhưng nó khác cái là cái bộ trong của nó nhiều hơn gấp đôi. bộ trong của nó là 256 GB và RAM của nó nhiều hơn, RAM của nó là đi kèm với RAM 12. Còn lại thì tất cả các thông số khác như nhau, loa kép sạc nhanh bút pen màn hình 6.8 inch 2K+ 120 mạc, pin 5000. Đấy, chip slap là 8 gen 1. camera cũng ngắm chị hàng xóm 100x, đấy, tia đến tận gọi là chân giường chị hàng xóm luôn các bác nhá. Con này giá hiện tại nó bán thì các bác là 12 triệu 500 nghìn Và trong cái giá này sẽ bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn các bác Này các bác nhìn thì phê chưa Quả camera của nó phải nói các bác là tia đến chân giường chị hàng xóm là không sai đâu các bạn Không sai một tí nào đâu Đấy Lét nẹt, nẹt nẹ luôn các bác nhé Giá hiện tại em nó bán cho các bác là 12 triệu 500 nghìn Bản 256 g Còn ngoài ra thì em có một cái bản cuối cùng là bản 512 g Bản này thì chỉ dành cho những các bác mà quay video nhiều thì các bác quất cho em bản 512 g này. Hiện tại đang có màu đen, màu màu đen, màu, màu màu, màu xanh và màu đỏ các bác nhá. Hiện tại thì bản 512 g lại đầy đủ 3 màu xanh đen đỏ máy mới 99,69% nguyên siêu viền nông dây bóng giá 12 triệu à 13 triệu 200 000 và trong cái giá đấy sẽ bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình cho các bác. Đấy là cái siêu phẩm S23 Ultra, ấy, S22 Ultra các bác nhá. Đấy có 128 g 256GB và 512GB Bác nào tự chọn màu nào thì các bác vào việc màu đấy Và một cái sản phẩm cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay Thì lên sóng cho các bác một cái siêu mẫu Đây chính là cái siêu phẩm Galaxy S23 Ultra Phải nói các bác là mới cứng như vừa mới gọi là cui cho khỏi hộp luôn Một con S23 Ultra mới nét nền đẹp 99,99% các bác nhé Con này thì gọi là đẹp không một tì vết chỉ thiếu đúng một cái hộp thôi đó là cái máy mới và thậm chí đây và cái này thì chính xác là cái máy mới nhưng nó không có hộp các bạn nhá. Nó là cái máy mới luôn. Con này thì mới 99,69% camera 100x này, độ phân giải là 200 megapixel này. Màn hình thì hơi bo cong nhẹ một tí thôi phải nói các bác là cầm con này thì hai ba này khen nó thì quá thừa bởi vì gần như nó gọi là nhất nhì của Samsung thời điểm hiện tại rồi. Nó chỉ sau mỗi thằng 24 anh thôi. Và nhiều người thì không thích dùng 24 anh bởi vì thứ nhất là cái giá nó đang cao. Và cái thứ hai là con 23 Ultra này nó đã quá khỏe rồi Chip 8 Gen 2, pin 5000, RAM 12GB bộ trong À RAM 8, 256GB Con này nó bản Mỹ RAM 8 không nhá Nhưng mà chip của nó là 8 Gen 2, màn 120 hz Thì RAM 8 này cũng cần tất luôn Đấy, 256GB bản này bản Mỹ Bản Hàn thì đi kèm với RAM 12 Nhưng bản Hàn thì mới hết hàng rồi Đấy, Bản Hàn thì hết hàng rồi Bản Hàn thì không có hàng đẹp như này chỉ có bản Mỹ thì mới có hàng mới cứng như này thôi. Con này nguyên siêu viền bốn mặt các bạn nhá. Nó là một cái máy mới test đèn đẹp luôn. Đấy thì hiện tại em đang có màu đen, màu trắng và màu xanh Giá thì hiện tại đang bán đồng giá cho các bác là 16 triệu 500 nghìn Và trong cái giá này bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình cho bác nhé S23 Ultra Mỹ Máy mới đét đèn đẹp 99,99% 256 g. Có đầy giá 16 triệu 500 nghìn Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình cho bác Và clip của em hôm nay sẽ dừng tại đây Cảm ơn và xin chào tất cả các bác Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo